Hôm nay em toàn thắng làm cái video hướng dẫn các bác sử dụng con máy lọc không khí Daikin. Daikin, con này gọi Daikin Chimmer. Đây, em sẽ hướng dẫn một cách rất đơn giản nhưng cụ thể chi tiết nhé. Trên này có các cái phím này. Đầu tiên là cái phím tắt bật này. Đấy, tắt bật này. Phím này là phím ion diệt khuẩn này. Ion diệt khuẩn này. Mình luôn bật cái chế độ chimmer cho diệt khuẩn này. Eco là chế độ tiết kiệm điện. Ở đây nó có ba hàng này, em đang ở chế độ tự động này. Phấn hoa này. Dưới này là turbo, nó mạnh, lọc mạnh nhanh. Còn bên này tốc độ gió quạt này. Vừa to này. Nhỏ vừa to. Cái này bên này buồm này. Buồm vừa, buồm chế độ này, buồm nhiều này. Buồm cho đỡ khô da, khô họng này. Tắt buồm này. Đấy, buồm này. Ở bên này là nó cái tắt cái đèn này để tối mình đi ngủ mình tắt đi cho nó dễ chịu, là không chói nó mát này. Thế lên một cái, đây là cái nước này, khi buồm mà không có nước nó sẽ hiện cái đèn đỏ này. Nếu mà đây mình tắt nước đấy nó sẽ hiện. Còn đâu trên này là, trên này là cái màng lọc mà nó bẩn thì sẽ nó báo cái đèn đỏ ở đây, thì mình vệ sinh cái màng lọc đi. Con này chimmer hoạt động rất là hiệu quả đấy nhé các bác ấy. Đây trên này. Đèn báo nó là ô nhiễm không khí, đang ô nhiễm màu vàng này. Xong về sau nó phải chuyển thành màu xanh thì mới không khí sạch này. Đây em thử test, em chỉ cần test nha. À, nếu mà em để ở cái chế độ tự động này thì khi nó nhận được cái không khí bẩn ấy thì nó sẽ lọc tự động, đẩy lọc rất nhanh lên để lọc khi nào nó trở thành đèn xanh. Còn đây là đèn báo ẩn này. Đây, cái màu vàng này là nó đang biểu tượng không khí đang bẩn, đỏ thì cực bẩn, cực độc. Lọc không khí này đây, hai bên này. Cái này cái khay buồm mình mở ra cho nước mà. Đặt vào. Mọi người ủng hộ em nhé, em chuyên đồ gia dụng Nhật. Toàn Thắng 0914300368. Cảm ơn các bác đã ủng hộ, đăng ký kênh, theo dõi xem em làm cái video hướng dẫn về sau nữa nhé. Đây là em làm video để hướng dẫn gửi luôn cho một cái cô ở trên Hà Nội. Đây đèn chimmer hoạt động. Cảm ơn, chào các bác nhé.